Earthree Gundam là tên gọi của Core Gundam khi nó được kết hợp với lại một trong 7 bộ giáp mang chủ đề 7 hành tinh mà nhân vật chính trong series Builders Rise Hiroto đã suy nghĩ ra. Đây là một cái hệ thống mà mình cảm thấy rất là thú vị và nó chỉ phù hợp với riêng trong cái series này tại vì nó còn mang cái tính viễn tưởng nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Core Gundam. Thì đây là một mẫu Mobosuit được build lên dựa trên concept của RX-78. Vâng, các bạn không nghe mình nói nhầm đâu. Đây là được build lên từ RX-78. Trong sách nó còn confirm như vậy luôn mà. Nhưng mà khi nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là đầu của Gundam Age, thân của Gundam Age, tay và chân của Gundam. Thậm chí là đến cả cái hệ thống giáp nó cũng tựa như là Gundam Age luôn mà. Nhưng mà rốt cuộc lại là vẫn ghi trong sách là RX-78. Nice. Cảm nhận của mình khi mà lần đầu tiên cầm vào bé Gundam Core này thì có thể nói rằng là nó cute vãi nồi. Core Gundam nó làm cho chúng ta có cảm giác như rằng là đây là một con SD, nhưng mà thực chất ra nó lại là một con HG, nó chỉ là thiếu đi một cái cẳng chân thôi. Và cũng chính vì cái concept HG đắp thêm giáp này chứ không phải là SD nên HG, cho nên là cái biên độ cử động của con Core Gundam lẫn con Earthree Gundam đều rất là ok. Nó làm cho chúng ta có cảm giác như rằng là hai con SD lên HG trước đây là con Star Winning với lại con Zero Maru, nó giống y như là một cái bước đi lỗi của Bandai vậy. Và sự thật là mình thích trưng bày con Earthree Gundam này dưới dạng Core và bộ Earth Armor tách riêng ra ngoài hơn và gắn nó lên thành con Earthree Gundam. Khi nói về vũ khí thì Core Gundam sẽ có mặc định hai cái beam saber ở sau lưng. Các bạn có một runner gồm 4 beam effect đi kèm, một khẩu beam rifle và một tấm khiên. Cả hai thứ này đều có cảm giác như rằng là nó bị thiếu mất đi một cái thứ gì đó và những cái thứ bị thiếu đó nó sẽ được gắn lên cái bộ Earth Armor Unit. Khi nói đến đây thì tất cả mọi thứ về con Core Gundam nó đều ok, trừ cái tấm khiên ra. Tấm khiên này nó có một cái hệ thống chốt, nhưng mà tay của con Core Gundam thì nó lại không có lỗ, cho nên là các bạn muốn cầm được tấm khiên là sẽ phải cầm vào tay cầm của tấm khiên này. Điều này làm cho cái việc mà muốn đẩy tấm khiên ra cái mặt ngoài của con Core Gundam thì cái bàn tay của nó trông nó sẽ ngu cực kỳ. Và spoiler trước cho các bạn là gắn cả Earth Armor lên nó còn tệ hơn nữa. Ngoài ra thì các bạn còn có hai part màu trắng, một part được gắn ở sau mông và một part được gắn ở sau lưng backpack. Hai part này không có trong thiết kế gốc, nhưng mà nó sẽ được sử dụng nếu như các bạn muốn trang bị thêm một cái bộ custom unit nào đó được mua ở riêng ở ngoài. Riêng mình thì mình thích sử dụng cái part màu trắng ở sau lưng để gắn cái tấm khiên, tại vì trong nó cầm ngu cực kỳ. Nói về biên độ cử động của Earthree Gundam thì chúng ta sẽ có đầu trên một khớp cầu. Chúng ta sẽ có đầu và cổ trên hai khớp cầu, cho phép các bạn có thể nhìn lên được như đây. Nhìn lên được như đây, và nhìn xuống được như đây. Phần vai trên một khớp cầu có thể kéo ra ngoài, nhưng mà phần kéo này nó phụ thuộc vào cái phần biến hình thành Earthree Gundam hơn. Vai có thể đẩy về phía trên, cánh tay có thể đẩy ra ngoài, bắp tay xoay, tay gập trên hai khớp, cổ tay trên một khớp cầu. Phần bụng thì hai phần giáp đỏ và dưới, hai phần giáp trên và dưới này nó kết hợp với nhau trên hai cái chốt khóa luôn, cho nên là nó dính cứng một cục, không di chuyển được nhiều, nhưng mà nó vẫn còn một cái chốt xoay ở dưới bụng này. Phần váy màu vàng ở đây nó có thể gập lên. Chân thì đá lên khá là cao tại vì không có váy trước. Xoạc ra thì lại khá là không được như mình mong muốn lắm, tại vì nó có một cái lớp giáp cản lại ở đây, cho nên là bạn nào muốn nó xoạc ra được nhiều hơn thì mình khuyên là nên xẻo luôn cái phần giáp đó đi. Bắp chân xoay, chân gập trên một khớp. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào phần giáp màu trắng ở dưới này thì nó có thể gập xuống thêm được một khớp nữa, và đây sẽ là cái phần khớp gập thứ hai của các bạn khi mà nó biến thành Earthree Gundam. Ở đây thì nó sử dụng như là một cái cổ chân cho con Core Gundam. Cổ chân của Core Gundam thì các bạn đầu tiên sẽ có một cái khớp cầu ở đây, và cuối cùng là một khớp gập ở đây. Như các bạn có thể thấy là khi mà nó gập lại thêm một chút nữa thì đây sẽ là một cái khớp gập thứ hai của Earthree Gundam, lát nữa mình sẽ đề cập sau. Còn lại ở sau lưng này thì hai beam saber có thể đẩy lên phía trên. Chúng ta đến với nhân vật chính thứ hai của ngày hôm nay, đó chính là bộ Earth Armor. Vâng, và có thể như trên phim các bạn cũng đã thấy rồi, nó chính là một mớ giáp được gắn lên một cái... mình cũng chả biết gọi cái này là cái gì, chắc là gọi nó là một cái unit di động đi, chắc là thế. Các bạn sẽ có một cái base để gắn cái Earth Armor unit này lên. Và khi trưng bày nó chung với lại con Core Gundam thì mình có thể nói rằng là con này dù nhỏ nhưng mà vẫn rất là có vỏ.
Và cảm giác khi mà lần đầu tiên ráp cái bộ Earth Armor Unit này thì mình cảm thấy nó chả khác gì cái con HG Delta Plus cả. Nó, cái phương pháp gắn giáp của nó giống y chang như nhau. Và mình thực sự có suy nghĩ rằng là họ đang design một con Delta Plus giữa chừng, xong rồi lại tự dưng chuyển qua thành Gundam Age vì một cái lý do bất kỳ nào đó. Bạn nào đã chơi qua con Earthree này rồi thì mình khuyên các bạn nên cảm nhận thêm con HG Delta Plus của dòng Unicorn. Và khi kết hợp hai thứ này lại thì các bạn sẽ có Earthree Gundam. Mình xin phép sẽ không biến hình con Earthree Gundam trên cái video này, tại vì nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà mình muốn các bạn tự trải nghiệm cho chính bản thân mình. Mình sẽ không review nó. Nhưng mà mình sẽ nói qua về cái trải nghiệm của mình lúc mà biến hình thành con Earthree Gundam là nó cực kỳ thỏa mãn. Nhưng mà sự thật thì lúc mà biến hình thành Earthree Gundam thì mình lại không có cảm giác thích thú bằng việc chơi riêng lẻ con Core Gundam và bộ Earth Armor Unit. Tại vì mình chưa thực sự cảm thấy được cái sự đặc sắc của con Earthree Gundam này. Trong phim thì nó chỉ có đề cập thêm là cây súng nó có được gắn thêm một cái nòng, cho nên là hỏa lực của nó sẽ cao hơn được một tí. Và ngoài ra thì tấm khiên nó cũng được gắn thêm một cây súng, cũng chỉ để bơm năng lượng vào, chứ nó chưa có một cái thứ gì đó thực sự đặc sắc. Hai bộ áo giáp mà Bandai dự định sẽ tung ra nó chính là Mars 4 và V2. Thì hai bộ giáp nó tập trung vào cận chiến và đánh xa, cho nên là nó có cái nét riêng của nó. Nhưng mà riêng con Earthree Gundam này thì mình lại chưa thấy nó có gì đặc sắc cả. Và tiếp tục cái chủ đề tấm khiên, thì khi mà gắn cái tấm khiên này lên cái bộ giáp tay của con Earthree Gundam thì mình cảm thấy rằng là nó ba chấm, thậm chí không phải ba chấm nữa mà là nó ngu cực kỳ luôn. Thậm chí là không hiểu tại vì sao lại có cái thiết kế này nữa. Trong khi đó hồi xưa đến bây giờ Bandai làm rất là tốt về cái vấn đề gắn khiên lên cánh tay. Nhưng mà riêng tới cái con này thì lúc mà cầm khiên nó cứ y như là bị dị tật vậy. Thành ra là nó cứ... nó tạo cảm giác hụt hẫng trên con Earthree Gundam này rất là nhiều. Một giải pháp mà mình đề xuất cho tấm khiên này đó chính là các bạn bỏ hoàn toàn nó đi. Bạn nào mà đã sở hữu con HGBO Dragon Lady Julia thì các bạn có thể tháo hai cặp bàn tay của nó xuống và trang bị thẳng lên cánh tay của con Earthree này, sau đó sơn màu nó lại như là mình đã làm ở đây. Nó thực sự là ngầu hơn rất là nhiều và nó tạo cái nét riêng cho con Earthree này hơn là cầm súng và khiên. Về phạm vi độ cử động thì nó không khác gì nhiều so với lại con kho Gundam, tại vì tất cả các khớp đều nằm trên con kho cả rồi. Phần cẳng chân thì hồi nãy mình cũng đã đề cập rằng là cái cổ chân của kho Gundam sẽ thành một cái khớp gập thứ hai, cho nên là các bạn sẽ có phần chân gập trên hai khớp, rất là ok luôn. Cổ chân của bộ Earthree Armor thì nó cũng giống y như là cái con kho Gundam, cũng có một cái khớp gập và một chốt xoay. Cho nên là dù đây là một mobile suit biến hình, nhưng mà biên độ cử động của nó thì thuộc vào hàng top tier trong cái dòng HG. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong bài review của con HG Earthree Gundam lần này. Mình rất là ấn tượng với lại cái cách mà Bandai họ thực hiện cái concept giáp đắp vào Gundam của họ. Thông thường thì ngày xưa, một trong hai chức năng biến hình hoặc là biên độ cử động sẽ phải bù đắp qua cho nhau, như là những con Zeta hoặc là Delta Plus. Nhưng mà riêng lần này thì Bandai lại làm tốt về cả hai. Không có bất cứ một thứ gì bị bỏ lại phía sau cả, trừ cái tấm khiên thiểu năng thôi. Cho nên là lần này mình sẽ đặt cách, đây là con HG đầu tiên mà mình muốn cho một con 9/10. Mức giá vừa phải, concept thú vị và tiềm năng custom của nó rất là cao. Cho nên có thể nói rằng đây là một con HG là mình thực sự hài lòng. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Như mọi khi, hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông để nhận thông báo mỗi khi bọn mình làm video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.